Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Tiếp tục với series tập luyện dành cho người mới, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi kéo chi tiết. Để có một bộ lưng xô đẹp hoàn thiện thì chúng ta cần tác động vào nó theo mọi phương, từ trên xuống, phương ngang và từ dưới lên, khởi động kỹ các khớp, đồng thời giãn cơ để bắt đầu luyện tập. Đây là hai bài giãn cơ của buổi hôm nay, thực hiện mỗi bên 4 lần. Bài đầu tiên là scapular pull-up, kéo xà. Bài này sẽ giúp lưng của các bạn rộng hơn và dày hơn. Vị trí đặt tay tốt nhất là khoảng vào 1,5 lần độ rộng của vai. Bài này gồm có hai chuyển động. Chuyển động thứ nhất đó là cô lập lưng xô, kéo vai về phía sau xuống dưới, đồng thời ưỡn ngực. Chuyển động thứ hai là kéo lên sau khi đã cô lập phần lưng xô. Lúc kéo vẫn giữ nguyên tư thế vai ra sau và xuống dưới. Nó sẽ giúp tối ưu hóa lực tác động vào phần lưng xô, hạn chế sự chi phối của tay và động tác kéo xà. Lúc kéo lên thì thở ra, lúc hạ xuống thì hít vào. Bài kéo xà sẽ có tác động vào cả phần tay trước và lưng xô, nhưng tác động lực vô lưng xô sẽ nhiều hơn. Nếu lúc kéo xà các bạn thấy mỏi tay hơn so với mỏi lưng xô thì đó là do các bạn chưa cô lập phần lưng xô hoặc cô lập chưa đúng. Luôn ưỡn ngực, kéo vai về phía sau và xuống dưới trong mỗi rep kéo xà. Nó sẽ giúp cho buổi kéo xà của bạn đạt hiệu quả cao, lưng xô luôn căng điếng trong cả buổi tập. Ở buổi hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện bài này 5 hiệp. Mỗi hiệp đều tối đa số lượng. Nghỉ giữa các hiệp 2 phút. Với những bạn mới thì bài này sẽ có thể khá nặng. Vì vậy chúng ta sẽ tập nó đầu buổi và thời gian nghỉ giữa các hiệp sẽ nhiều để chúng ta phát triển phần sức mạnh nhanh. Bài thứ hai của buổi hôm nay là Australia Pull-up, kéo xà thấp, căng đặt dưới đất. Bài này cũng gồm hai chuyển động, là chuyển động cô lập phần lưng xô và chuyển động kéo sau khi đã cô lập phần lưng xô. Nó sẽ giúp lưng xô của các bạn dày hơn. Vị trí đặt tay cũng rộng khoảng 1,5 lần vai là tốt nhất. Khi hạ xà xuống càng thấp thì lực tác động vô lưng xô sẽ càng nhiều, bài tập sẽ càng hiệu quả nhưng nó sẽ càng nặng. Các bạn điều chỉnh độ cao của xà sẽ cho phù hợp với mỗi cá nhân, trong khoảng từ 8 cho tới 15 rep. Tập 4 hiệp đều tối đa số lượng, nghỉ giữa các hiệp 90 giây. Trong mỗi rep thì đều cô lập phần lưng xô để hiệu quả của buổi tập được cao. Kéo vai về phía sau và xuống dưới, luôn luôn là vậy. Vì ở đây xà hơi cao nên mình không thể kéo chạm ngực được. Trong điều kiện cho phép, các bạn nên kéo chạm ngực. Các bạn có thể cầm tay ngược lại, gọi là chin up. Hiệu quả của bài tập cũng không thay đổi nhiều. Bài này sẽ ăn vô phần tay trước nhiều hơn nếu như các bạn cầm chin. Còn cầm thuận như bình thường thì sẽ ăn vô phần lưng xô nhiều hơn so với tay trước. Tùy mục tiêu mà chúng ta sẽ có cách cầm khác nhau. Ở đây mình đang tập phần lưng xô nên mình sẽ cầm full là chính. Bài thứ ba của buổi hôm nay là jump pull up, nhảy lên và kéo xà. Lúc này thì lưng xô của chúng ta đã mỏi, việc kéo xà sẽ khó khăn. Vì vậy cần sự hỗ trợ của lực đẩy ở chân nhằm giúp bài kéo xà nhẹ hơn. Bài này sẽ có tác động vào giống như pull up bình thường, tác động vào độ rộng và độ dày của lưng, nhưng nó sẽ nhẹ hơn nhờ lực hỗ trợ của chân. Vẫn cô lập phần lưng xô trong mỗi rep,
ưỡn ngực và kéo vai về phía sau. Bốn hiệp cho jump pull up và mỗi hiệp đều tối đa số lượng, nghỉ giữa các hiệp 90 giây. Bài thứ tư của buổi hôm nay là bài kéo scapular shoulder. Bài này chính là bài cô lập phần lưng xô trong lúc kéo xà. Nó giúp các bạn cảm nhận được tốt phần lưng xô, đồng thời nó cũng giúp lưng của các bạn dày hơn. Ưỡn ngực và kéo vai về sau xuống dưới. Sau 3 bài kéo xà ở trước thì bây giờ bài này sẽ không còn quá nhẹ nữa. Chúng ta sẽ thực hiện 2 hiệp đều tối đa số lượng, nghỉ giữa 2 hiệp 60 giây. Bài cuối cùng của buổi hôm nay là bài stretch với vai trợ lực. Lúc tập thì các bạn giữ phần lưng bồng ổn định, ưỡn ngực, kéo vai lên vị trí cao nhất có thể, sau đó giữ lại 2 giây, rồi hạ xuống từ từ xuống vị trí thấp nhất của vai. Thực hiện 2 hiệp đối với bài này đều tối đa số lượng, mỗi hiệp nghỉ 60 giây. Và chúng ta đã kết thúc buổi tập lưng xô. Nani? Tham ngàn, kẹp ngân, tham ngàn, kẹp ngân, chay ni, tham ngàn, kẹp ngân. Và vừa rồi là một buổi tập kéo cụ thể dành cho người mới. Trong quá trình tập luyện, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại, cứ bình luận phía bên dưới, mình sẽ đọc và giải đáp tất cả cho các bạn. Nhớ like video và subscribe kênh giúp mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.